khái niệm otome game hay otoge hẳn đã không còn quá xa lạ với cộng đồng game thủ, đặc biệt là những người vừa chơi game, vừa nằm trong giới weebu, đam mê văn hóa manga, anime Nhật Bản. Nhắc đến otome game, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một cô gái hướng nội, chỉ chăm chăm vào chiếc máy tính hoặc điện thoại trên tay. Bấm chọn giữa vài ba câu thoại thì nhân vật nữ chính mình nhập vai có thể thành đôi với chàng trai ưng ý. Nếu có những định kiến như thế này thì quả đúng là otome game nhìn chung có phần tương đối nhàm chán. Phạm vi khai thác của nó dường như cũng khá hạn hẹp, chẳng có gì đủ để gây hứng thú, thu hút, thậm chí còn rất khó giữ chân ngay cả người chơi cũ. Chưa kể, đối tượng hướng tới của thể loại game này cũng khá đặc thù nữa. Tuy vậy, thực tế lại đang chứng minh ngược lại, khi các tựa game thuộc thể loại otome vẫn khẳng định được chỗ đứng riêng của mình trong ngành công nghiệp game. Nhân dịp 8 tháng 3, hãy cùng Fan Game chúng mình tìm hiểu về một thể loại game được sản xuất để dành riêng cho nửa kia của thế giới nhé! Biết đâu qua video này, ngoài việc các bạn nữ có thêm một lựa chọn khi đang không biết bản thân nên chơi game gì, thì hội anh em lại có cớ để flex với crush là tín đồ otome thì sao nhỉ? Vậy hiểu thế nào là đúng và đủ về otome game? Một cách khái quát thì chúng là những tựa game được sản xuất dành riêng cho thị trường người chơi là nữ. Ngoài việc tập trung vào phần cốt truyện xuyên suốt thì những tựa game này còn hướng người chơi tới mục tiêu phát triển mối quan hệ của nữ chính, nhân vật mà người chơi nhập vai với các nhân vật nam, nữ trong game. Do tính chất như vậy nên otome game thường là sự kết hợp xen kẽ các yếu tố của hai dạng trò chơi là visual novel cùng dating sim để tạo ra một sản phẩm thu hút và thân thiện với phái nữ nhất. Tuy vậy thì đừng nhầm lẫn otome game là visual novel hay dating sim nhé. Bởi otome là sự kết hợp các yếu tố của cả hai thể loại, mà trong đó, hiểu đơn giản, visual novel sẽ có gameplay thiên hoàn toàn về nội dung cốt truyện xuyên suốt tiến trình chơi game, còn dating sim lại chỉ chú trọng vào việc chọn nhân vật để kết đôi và chiến thắng bằng cách phát triển mối quan hệ ấy tới một mức độ nào đó. Còn khi chơi otome game, người chơi sẽ phải vừa đảm bảo khám phá được cốt truyện được lồng ghép trong game, vừa phải làm sao vẫn có happy ending với những mỹ nam mỹ nữ mà mình đã quyết trao chọn trái tim ngay từ đầu game. Nên các ông ạ, trông vậy thôi, cứ khi chơi otome game là chúng tôi phải đau não vật lộn với cả hai thể loại game đó nha. Vừa thắng đường đua, vừa là vua đường tình, không đơn giản chút nào đâu ạ. Otome game chính thức bắt đầu hành trình chinh phục phái nữ tại vương quốc trò chơi điện tử thế giới vào năm 1994 với tựa game Angelique đến từ Koei Tecmo cho hệ máy Super Famicom. Bối cảnh của tựa game là một thế giới kỳ ảo mang tên Universe, được nữ vương cai trị trên nguyên tắc của sự công bằng và khôn ngoan bằng cách cân bằng năng lực của các nguyên tố cũng như sự trợ giúp của chín vệ thần. Vị nữ vương này đã khiến cho các hành tinh trong thế giới của mình vận hành ổn định, các thần dân thì có cuộc sống an yên và hạnh phúc. Tuy nhiên, theo thời gian, quyền lực của nữ vương cùng những vệ thần dần suy yếu, và để giữ được thế cân bằng của thế giới, họ cần chọn ra một ứng cử viên sáng giá để trở thành người kế vị. Và bạn, người chơi, sẽ nhập vai vào ứng cử viên người được chọn này. Để trở thành nữ vương mới tại Universe, người chơi sẽ phải lần lượt vượt qua các nhiệm vụ, thử thách để chứng thực được khả năng của bản thân và đường đường chính chính bước lên ngai vàng. Chà, nghe đến đây thì yếu tố cốt truyện khá là rõ nét rồi đấy. Vậy thì dating sim sẽ được lồng ghép vào như thế nào để Angelique thu hút phái nữ ngoài phần nhập vai đơn thuần, đó là chín vị vệ thần mà mình đã nhắc tới ở trên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để vượt qua thử thách, người chơi bắt buộc phải cần đến sự giúp sức của chín vị vệ thần này, những người am hiểu và có khả năng điều khiển năng lực của các nguyên tố trong thế giới. Đặc biệt, nữ chính hay người chơi rất cần được nhận sự ưu ái từ chín vệ thần để giúp tăng khả năng, thậm chí là cầm chắc đòn chuôi trong những lần thực hiện thử thách. Mối quan hệ càng trở nên sâu sắc thì đồng nghĩa với việc vượt qua những thử thách trở nên dễ như trở bàn tay. Tuy vậy, sự thú vị của trò chơi không dừng lại đó khi Angelique, một sản phẩm ra đời vào năm 1994, lại có tư duy rất hiện đại khi không hoàn toàn hương hóa cuộc sống trong game. Thay vào đó, các nhà phát triển đưa vào Angelique một bài toán rất thực tế: làm sao để cân bằng được sự nghiệp và tình yêu, chọn con tim hay là nghe lý trí. Khi quá tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ, nữ chính có thể sẽ có được ngai vàng, quyền cai trị vương quốc nhưng là trong sự cô đơn. Song, nếu cứ mải mê xây dựng quan hệ với một trong chín vệ thần, nữ chính có thể dần nghe theo tiếng gọi của con tim và rồi quên mất, thậm chí là buông bỏ nhiệm vụ chính là trở thành nữ vương, người kế vị. Chính vì những ngã rẽ này, cùng với tuyến chín nhân vật vệ thần cho người chơi lựa chọn, nên Angelique có rất nhiều kết thúc khác nhau. Tựa game vừa có tính thử thách khi đẩy người chơi vào thế làm sao để chu toàn được cả đôi bên, trở thành nữ vương của thế giới và cũng là nữ vương ngự trị trong trái tim của một trong chín vệ thần, vừa có giá trị chơi lại cao khi tạo ra nhiều ngã rẽ, nhiều nhân vật để chinh phục. Sau sự đón nhận nồng nhiệt của nữ giới dành cho Angelique, Koei Tecmo tiếp tục cho ra mắt thêm các hậu bản vẫn dựa trên đúng mô típ cũ của trò chơi này.
Dần ra, sự kết hợp giữa Visual Novel và Dating Sim trở thành một công thức chung để các nhà phát triển game sáng tạo các trò chơi thuộc thể loại otome và đưa otome game ra ngoài giới hạn định kiến về những sản phẩm thuộc dạng một nữ chính chỉ chăm chăm đi cưa trai. Hẳn các bạn đang nghĩ rằng cái kiểu game mà một nhân vật nữ được cả tá các anh chàng quay xung quanh rồi chỉ việc chăm chăm cho bọn anh này thì đúng là chỉ có con gái mới làm được đúng không? Tính riêng với tựa game Angelic thì bingo chuẩn rồi đấy. Bà Keiko Erikawa, một trong những nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của Koei Tecmo, đồng thời cũng là bộ não đứng đằng sau sự ra đời của Angelic, đã có nhiều chia sẻ về đứa con tinh thần của mình trên tờ tuần báo Famitsu. Bà cho biết, cho hơn 30 năm làm nghề, tính từ thời điểm quyết định phát triển Angelic trở về trước, bà và Yoshi Erikawa, giám đốc điều hành, đồng thời cũng là chồng của Keiko, đã phát triển các trò chơi có dạng giả lập, đầu tư và chiến đấu đối kháng. Tuy nhiên, khi nhìn lại, thì chúng đều là những tựa game dành cho khách hàng là nam giới. Keiko chia sẻ thêm, bà chợt nhận ra những trò chơi ấy đều chỉ đặt điểm nhìn vào các đấng mày râu, vậy nên chúng sẽ thu hút tới khách hàng này hơn. Do đó, bà mới nảy ra một ý tưởng rằng sẽ làm ra một tựa game dành riêng cho người chơi là nữ. Tuy vậy, biến một ý định trở thành sự thật không phải là điều đơn giản. Rào cản đầu tiên của Keiko là việc bà gần như là người phụ nữ duy nhất làm việc trong lĩnh vực phát triển game vào thời điểm đó. Trong khi đó, bà muốn có một tựa game dành cho nữ giới và thực sự đặt điểm nhìn là góc nhìn của phụ nữ, chứ không phải là một tựa game đàn ông làm cho phụ nữ chơi, rồi để khách hàng khi trải nghiệm tựa game phải thốt lên rằng họ chẳng hiểu gì về chúng tôi cả. Vậy nên, Keiko cùng Koei Tecmo tiến hành tuyển dụng những phụ nữ quan tâm đến ngành game và có chuyên môn liên quan đến việc phát triển trò chơi điện tử. Đó là vào năm 1983, 10 năm trước khi họ phát hành trò chơi thuộc thể loại otome đầu tiên. Vào thời điểm đó, có rất ít phụ nữ học ngành khoa học lập trình. Vì vậy, chúng tôi đã tuyển dụng những chị em có nền tảng về nghệ thuật và văn học. Keiko nhớ lại, phải mất một thời gian, các nhân viên nữ ấy mới làm quen được với quy trình cũng như áp lực công việc đặc thù của việc làm game. Tuy rất được khuyến khích và có sự mở rộng, nới lỏng đầu vào, nhưng không ai trong số những người chúng tôi tuyển dụng từng làm việc trong lĩnh vực trò chơi. Dù có nhiều trở ngại là vậy, nhưng Koei Tecmo khi đó vẫn thành công lập ra được một đội nhóm riêng phục vụ mục tiêu tạo ra những trò chơi điện tử chinh phục phái nữ. Họ chính là Ruby Party, nhóm phát triển tập trung vào các tựa game otome dưới trướng Koei Tecmo. Không dừng lại ở đây, vì chỉ có thành viên là nhân viên nữ có nền tảng về văn học và nghệ thuật, chưa từng làm cho ngành game, thậm chí là không có chuyên môn về phát triển trò chơi điện tử, nên nhóm Ruby Party lại tiếp tục đối mặt với một thử thách mới, đó là phải làm sao khiến sản phẩm mà họ đang phát triển trở thành một trò chơi thực sự. Các thành viên nhóm Ruby Party đã quyết định tập hợp các ý tưởng của họ lại và lồng ghép chúng để cho ra một thành phẩm đạt được mọi yêu cầu đề ra. Tuy vậy, thì thành phẩm ấy lại thiếu đi những yếu tố cơ bản để tạo nên một tựa game. Thật sự, không thể gọi nó là game được, Keiko khẳng định trong bài phỏng vấn. Nếu đánh giá trên tiêu chuẩn của một trò chơi điện tử, thì nó chẳng có gì thú vị cả. Có kịch bản tình yêu xuyên suốt, không có nghĩa là nó sẽ trở thành một tựa game lãng mạn. Hệ thống các mục tiêu cần đạt và sự ganh đua cạnh tranh được xây dựng khá yếu. Nhưng quả thật, nếu lấy thước đo trò chơi điện tử theo tiêu chuẩn Koei Tecmo đặt vào so sánh với sản phẩm của một nhóm làm game gần như nghiệp dư và không có kinh nghiệm như Ruby Party thì thật sự không mấy công bằng. Họ bắt đầu định hướng lại sản phẩm, lấy tựa game Nobunaga's Ambition, một trò chơi nhập vai chiến thuật theo lượt nổi tiếng của Koei làm khuôn mẫu, khiến thành phẩm của mình gần như trở thành phiên bản nữ của tựa game này nhưng có sự thân thiện, gần gũi và dễ dàng tiếp cận hơn. Ruby Party chọn bối cảnh châu Âu giả tưởng cho tựa game mà họ phát triển, thay vì bối cảnh Nhật Bản thời phong kiến của Nobunaga's Ambition. Phần kịch bản cũng được viết theo hướng ngọt ngào và nữ tính, có nét tương đồng với các bộ truyện shoujo để phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu, giúp cho phái nữ thậm chí chưa chơi điện tử bao giờ cũng có thể dễ dàng tiếp cận với tựa game. Cuối cùng, Ruby Party cùng Koei Tecmo cũng thành công cho ra mắt Angelic cho hệ máy Super Famicom vào năm 1994, đặt nền móng đầu tiên cho thể loại otome game tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Sau thành công của Angelic, Ruby Party từ một dự án nhỏ trở thành một bộ phận quan trọng chuyên trách những dự án game otome, các sản phẩm, sự kiện liên quan dành riêng cho thị trường nữ giới. Về cái tên Ruby Party, Mei Erikawa, giám đốc thương hiệu này chia sẻ, đó là cái tên được chọn để tôn vinh phụ nữ. Ruby, hồng ngọc, được mệnh danh là nữ hoàng ngọc quý, đồng thời cũng được tôn vinh là một trong tứ đại đá quý trên trái đất. Nó mang ý nghĩa là biểu tượng của sự đam mê hoặc tình yêu đích thực, những gì mà người phụ nữ luôn hướng đến. Còn party, bữa tiệc nhằm tạo ra bầu không khí thân thiện, cũng là hoạt động ưa thích của nữ kia thế giới. Tổng hòa lại, cái tên này mang ý nghĩa tượng trưng cho mong muốn cải thiện đời sống tinh thần của phụ nữ. Những cô gái tại Ruby Party lúc bấy giờ thậm chí còn chưa qua một trường lớp nào về lập trình, cũng chưa từng làm việc trong môi trường làm game.
Tuy nhiên, họ đã tạo ra một sản phẩm không chỉ dành riêng cho nữ giới, mà còn có vai trò mở đường cho một thể loại game phục vụ riêng cho đối tượng người chơi là nữ. Có lẽ trong quá trình thực hiện Angelic, Ruby Party cũng không thể nghĩ được rằng chính họ đã tạo nên một khuôn mẫu cho cả một thể loại mang tên Otome Game. Phụ nữ tại Nhật Bản trong ngành công nghiệp phát triển trò chơi đã thực sự thay đổi sau khi Angelic phát hành. Tôi thường gặp những cô gái theo đuổi khoa học công nghệ vì thể loại Otome Game, hoặc thậm chí là những người phụ nữ bước vào lĩnh vực phát triển trò chơi vì tình yêu của họ với Angelic trong các kỳ thi tuyển dụng của chúng tôi. Bà Keiko chia sẻ. Vậy điều gì khiến cho những tựa game Otome có sức hút mãnh liệt như vậy đối với tụi con gái chúng tớ nhỉ? Chơi đêm chơi ngày, tháng qua năm nọ vẫn chưa biết chán là do đâu. Đầu tiên là do phần nhìn, hình ảnh của game đấy. Các ông có game gacha ngập tràn waifu đúng không ạ? Chúng tôi có Otome với các anh chồng, anh người yêu, anh trai mưa, em trai mưa, thậm chí là các chị gái khí chất ngút trời, hoàn hảo ảo tung chảo từ đầu đến chân ạ. Chân tơ kẽ tóc của các nhân vật mà nữ chính có quyền lựa chọn và chinh phục cho Otome đều được đầu tư và chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Ngoài phần hình ảnh tĩnh, một số tựa game có phần cutscene hoặc tương tác hoạt họa rất sinh động và gần gũi, tạo ra cảm giác thân thiện cho người chơi. Bên cạnh phần nhìn, ta còn phải nhắc đến phần nghe. Đây chính xác là phần ăn điểm và tạo ra sự khác biệt cho các tựa game Otome bởi phần lồng tiếng hết sức sinh động, được tuyển chọn kỹ càng theo từng nét tính cách và đặc điểm riêng biệt của mỗi nhân vật. Không chỉ có giọng nói rót bật vào tai, các nam thanh nữ tú vây quanh nữ chính trong các tựa game Otome nhiều khi còn có giọng hát thật sự tuyệt vời. Cảm xúc từ đó được khai thác triệt để cho các phần trò chơi đặc thù, các sản phẩm ăn theo hay merchandise. Với các tựa game Otome, mỗi nhân vật gần như được Donnie đóng giày cho các seiyuu, và chính các seiyuu qua nhân vật mình lồng tiếng cũng có thể gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ, khá tương đồng với các VTuber. Chỉ có điều là việc tiết lộ danh tính sẽ dễ dàng và thoải mái hơn mà thôi. Chính nhờ phần nhìn và phần nghe tuyệt vời, cuốn hút cùng lối chơi tương tác của Visual Novel mà Otome Game rất dễ dàng mở rộng vũ trụ, hệ sinh thái của mình bằng các sản phẩm ngoài phạm vi trò chơi điện tử như anime, các sản phẩm merchandise, single, album đĩa nhạc do chính các seiyuu thể hiện, thậm chí là các sự kiện lễ hội, concert, bắt tay hay touch y hệt như những idol bằng xương bằng thịt cũng được tổ chức rộng rãi, vừa nhằm mục đích quảng bá các tựa game, vừa để kéo gần hơn khoảng cách giữa game thủ và các nhân vật ảo. Chẳng hạn như với series game Angelic, gây đà gây đề trong làn game Otome, các sự kiện bán vé cho người hâm mộ luôn luôn được đều đạt thực hiện, kể từ lần đầu Koei Tecmo quyết định mở rộng sức ảnh hưởng của đứa con mình tới gần hơn với người chơi nữ giới. Đây gần như cũng là một trong những sự kiện đầu tiên thuộc thể loại này, với việc các seiyuu trực tiếp xuất hiện trên sân khấu đã trở thành tiêu chuẩn đối với hầu hết các trò chơi sử dụng diễn viên lồng tiếng như Otome. Cơ mà trông vậy thôi, chứ con gái chúng tôi chọn game cũng tỉnh táo phết đó nha. Một miếng bánh mà chỉ được phết kem, trang trí đẹp thôi, mắn dở tệ, thì cũng xin được nhà ra và chê chữ E kéo dài ạ. Ấn tượng đầu tiên là về phần nhìn, gật gù âm ư là vì phần nghe, nhưng cái níu giữ chúng tôi lại chính là cốt truyện và phần gameplay. Nếu có một phần cốt bánh chất lượng, thơm ngon, thì chắc chắn chúng tôi sẽ không ngần ngại mà chia sẻ miếng bánh ấy cho những người khác cùng ăn và cùng hive, rồi chia sẻ 7749 bí kíp để làm sao đi đúng role của anh này, thực hiện các thử thách để phá băng team anh kia, rồi nhận được những phần hình ảnh, video, voice ẩn mà phải siêu tinh ý, siêu mầy mò thì mới có thể tìm ra được. Đó chính là điều làm nên sức sống cho các tựa game Otome đó nha. Giả dụ như với trường hợp của Color is Malik, một tựa game được sản xuất và phát hành bởi Idea Factory, sở hữu lối chơi visual novel thuần túy với các lựa chọn rẽ nhánh tới các cái kết khác nhau. Thế giờ, hãy nghe qua phần giới thiệu của tựa game này nhé. Một tổ chức bóng tối nguy hiểm phát động chiến dịch khủng bố gây hoang mang và bạo lực tại thành phố Shinjuku, đẩy toàn bộ xã hội đến bờ vực hỗn loạn. Là một sĩ quan cảnh sát trẻ, nhiệm vụ lập lại trật tự, bạn trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công và bị đeo một chiếc vòng cổ chứa chất độc. Khi tình hình ngày càng mất kiểm soát và thời gian không còn nhiều, 5 người lạ bí ẩn xuất hiện để hỗ trợ bạn tìm kiếm sự thật. Bạn có thể tin tưởng ai? Liệu bạn có thể cứu được bản thân và linh hồn của Shinjuku khỏi cái nanh vuốt của sự lãng quên? Nghe đã thấy hấp dẫn rồi phải không nào? Vâng, Color is Malik thậm chí đã được đầu tư chuyển thể thành kịch sân khấu và anime, bởi lẽ tựa game này có phần cốt truyện chất lượng, được đánh giá rất cao bởi cả người chơi lẫn giới phê bình. Color is Malik, người chơi sẽ nhập vai vào Ichika Hoshino, một nữ sĩ quan cảnh sát mới vào nghề được bổ nhiệm hoạt động tại đặc khu Shinjuku, Tokyo. Trên đường đi làm về, cô bị tấn công và rồi bị một tổ chức bí ẩn gắn một chiếc vòng cổ có khả năng tiêu chất độc vào cổ. Khi cái chết đang ngay trước mắt,
Nhiệm vụ của cô chính là tìm ra kẻ chủ mưu để giải thoát bản thân mình, lẫn cứu cả Shinjuku khỏi một sự kiện khủng bố quy mô lớn. Với cốt truyện như vậy, chả trách mà phái nữ phần lớn luôn dành sự ưu ái tới các tựa game otome, bởi sự tự do nhập vai và làm chủ hướng đi của câu chuyện. Với otome, người chơi được hóa thân vào các nhân vật dù ảo nhưng rất đời, bởi các thiết lập nhân vật vô cùng hợp lý và logic với từng route. Giả dụ như nếu bạn có xu hướng nghiêm túc, thực tế, cẩn trọng, tính toán và suy nghĩ, luôn luôn đắn đo và thật chắc chắn trước mọi quyết định, thì rõ ràng bạn khó có thể thành đôi với một chàng trai có tính cách trẻ con, hấp tấp, luôn làm những gì trái tim mách bảo mà không theo kế hoạch đã định sẵn được rồi. Người chơi sẽ giống như được bước chân vào những trang truyện shoujo, thật đừng cảm giác được làm nữ chính của một chuyện tình tay ba tay tư mà ngoài đời chẳng mấy khi ta được trải nghiệm. Đồng thời y hệt như mô típ của tựa game đầu tiên Angelic, không chỉ chăm chăm yêu với đương, người chơi cũng sẽ khám phá, lật dở từng bí ẩn đằng sau câu chuyện được kể. Mỗi route thường sẽ đi liền với hướng đi cốt truyện khác nhau, tựa game càng có nhiều nhân vật thì việc tìm ra true ending sẽ càng khó khăn hơn. Chưa kể, nhiều nhân vật sẽ là con sói ẩn sau lớp mặt nạ dân thường vô tội nữa. Vậy nên, thời gian để chơi được một tựa game otome đôi khi cũng phải lên ít nhất 30 đến 50 tiếng đó. Để mọi người hình dung dễ hơn, xin phép được giới thiệu một tựa game otome mà mình tương đối tâm đắc, bởi nó hội tụ được đầy đủ các yếu tố từ cốt truyện, gameplay đến tính tương tác. Mà hơi lạ một nỗi là nó đến từ một nhà phát triển game Hàn Quốc, không phải từ cái nồi otome game là Nhật Bản. Đó chính là Mystic Messenger, một tựa game mobile đến từ Cherish. Trong tựa game này thì ta sẽ nhập vai vào một cô gái, lẽ đương nhiên rồi, vừa mới tải xong một ứng dụng điện thoại mang tên Mystic Messenger, là một loại ứng dụng nhắn tin theo nữ chính thì sẽ giúp cô kết bạn và yeah, như bao thiếu nữ trẻ khác ôm mộng với Tinder, Bumble, đó là tìm người yêu. Thật lạ là tin nhắn đầu tiên tới không phải từ một chàng trai điển trai nào đó, là từ một người ẩn danh, nói rằng đã tìm thấy một chiếc điện thoại bị đánh rơi, bên trong có chứa liên hệ của nữ chính. Người ẩn danh này sau đó nhờ nữ chính tìm giúp chủ nhân của chiếc điện thoại này. Và sau 7-49 bước, chúng ta phát hiện ra người chủ ở đây là Rika, tuy nhiên cô đã mất từ lâu, và do đó việc đánh rơi điện thoại vào thời điểm này là hoàn toàn không thể. Dòng đời xô đẩy, chúng ta sẽ phải ở căn hộ của Rika, cũng như bị cuốn vào công việc của tổ chức RFA, Rika Fundraising Association, cùng với những thành viên đương nhiên điển trai, xinh gái và giỏi giang của RFA. Tổ chức này là một tổ chức từ thiện xã hội được lập ra để kết nối các mạnh thường quân và gây quỹ cho nhiều mục đích tốt đẹp thông qua các buổi tiệc hàng năm. Giờ đây, nhiệm vụ của nữ chính là làm sao để mời càng nhiều khách có thể trong các bữa tiệc càng tốt, giải mã được bí ẩn về người ẩn danh, chủ nhân chiếc điện thoại và cả tổ chức RFA, đồng thời khiến các thành viên còn lại của tổ chức thật sự tin rằng nữ chính tới đây làm những công việc này không phải vì bất kỳ mục đích xấu xa nào. Và spoil một chút, RFA sẽ là một tổ chức không hẳn tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Tựa game sẽ càng ngày càng đắt deep khi những bí mật về giáo phái bí ẩn cùng những nhân vật có phần không bình thường dần lộ diện. Điều thú vị của trò chơi không chỉ dừng lại ở phần cốt truyện mà còn ở tiến trình chơi game, khi Mystic Messenger có giao diện và gameplay như một app nhắn tin trò chuyện thật sự, khi bạn có thể nhận tin nhắn và cuộc gọi từ các nhân vật còn lại. Đồng thời, phần tin nhắn và cuộc gọi này sẽ được nhận theo giờ, khoảng 2-3 tiếng một lần, có nội dung khớp với giờ cài đặt trên điện thoại của bạn. Ví dụ, nếu ta đang chơi vào buổi sáng thì sẽ có tin nhắn chào buổi sáng nè. Buổi tối thì là cuộc gọi hoặc tin nhắn hỏi bạn cơm trưa hoặc chúc ngủ ngon. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh với những ai chơi tựa game này là sẽ có những cuộc gọi vào lúc 3 giờ sáng. Vâng, là 3 giờ sáng đấy ạ. Mà ôi thôi, nếu lỡ mất thì có thể sẽ lỡ cơ hội nhận các vật phẩm hoặc các lựa chọn mang tính quyết định route luôn. Ngoài ra thì game cũng có nhiều vật phẩm rất hợp với các collector là nữ, khi đó là những hình ảnh, voice của các nhân vật theo từng route và sẽ được gửi hay mở khóa dựa trên các lựa chọn. Đồng thời game cũng có những sự kiện ra mắt nhạc, ra mắt merchandise theo theme của game, các event theo lễ Giáng sinh, cả tháng 4 được update hàng năm vô cùng sáng tạo. Mystic Messenger khi ấy thực sự tạo ra một cơn sốt cho cộng đồng otome khi có thể kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố tạo nên sự thành công của một tựa game thuộc thể loại này, từ cốt truyện, gameplay, nhân vật, hình ảnh và âm thanh. Vậy nên không có gì bất ngờ khi vào năm 2017, tựa game đã thành công giành giải trò chơi indie hay nhất tại Korea Game Award. Cho đến hiện tại,
Otome Game vẫn chứng minh được sức sống mạnh mẽ của mình, dù là một thể loại game chỉ hướng tới một nhóm đối tượng đặc thù. Khi nhìn sâu hơn, điều này cũng thể hiện được sức mạnh và niềm đam mê của phái nữ trong thế giới trò chơi điện tử, tưởng chừng chỉ dành cho các đấng mày râu. Không chỉ tại Nhật Bản, Otome Game cũng đã lan rộng được sức ảnh hưởng của mình ra toàn châu Á, thậm chí là toàn cầu, khi có được sự hưởng ứng của người chơi đến từ các vùng lãnh thổ khác nhau, cũng như những nhà phát triển game từ các quốc gia khác nhau như Hàn, Trung, Pháp, Mỹ. Hy vọng video trên đây sẽ giúp mọi người có cái nhìn khác đầy đủ hơn về Otome Game, về những người chơi Otome. Và nói nhỏ này, ai có con Otome nào hay hay thì comment vào dưới đây giúp tôi nha. Còn giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau. See ya!